Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung lên một cái video giới thiệu với anh em là ba cái con motor bánh răng nhé, motor và kiểu bánh răng tóc nhanh nhé. Con này tóc nó Trung cách ước lượng thì nó trên 1.500 tua luôn đấy, tua nó rất là nhanh luôn. Cái con này nó chạy trong cái dàn rung của cái máy, cái dàn đầm thảm nhựa đấy, nên đây này vẫn dính nhựa lung tung hết này. Trung có xịt rửa qua ra qua một nước rồi mà nó không thể ra được cái nhựa, còn bẩn bẩn như thế này. Chắc có thể lấy cái dao hay gì để cạo nó ra được. Đây cái mã số của nó đây nhé, nên thông số của nó đây nhé. Trung không có rành về cái món này lắm, nên anh em xem thử có đúng nhu cầu sử dụng cái con motor này tóc nhanh để làm cái công việc gì đó thì anh em xem thử nhé. Trung sẽ đo đếm cái chuẩn này, là cái chuẩn nó y hệt giống như Kajaba nhé nè, nòng 82 này, trồng 82 này, hai lỗ là một tắc lẻ trở lên này, hai lỗ bắn ốc từ tắc lẻ trở lên nhé. Rồi cái đây là kích thước của nó nhé nè, đo tổng nha. Cái phần thân khoảng tắc 25, tắc 25 là phủ bì luôn, từ cái mặt này này, từ mặt này 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 nhá, cho đến cuối cái mặt này luôn nhá, là tắc 25 này. Còn cái trồng này trồng tiêu chuẩn Kajaba, anh em thường thấy trên bơm mấy cái con bơm của 01, 015, 017 các thứ, nó cũng giống na ná nhau hết thôi. Ba con giống hệt nhau. Trung test một con, cốt nó khoảng rút 18, 19 gì đấy, chắc khoảng 19 ly. Đây này, nó đang mang cái cúp lin 4 ngạnh này. Mà nó chỉ còn như vậy nhé nè. Cốt có lóc kê bằng lục giác này. Trung để nguyên như vậy hết nhé. Số lượng, trời ơi, giận rồi, bị đánh giận rồi. Nó lại theo cái bên nữa rồi nè. Đây lúc cái video nào cũng có mặt cái con ỉa ở trên đó, cứ đeo suốt không biết làm chi. Thì Trung test bằng cái khớp nối nhanh này nhé nè, đang lắp cái khớp nối nhanh vào chỗ này này. Đây, siết không chặt, siết không có sát vào được nên nói chung nó chảy lung tung hết. Anh em về có lắp xài thì nhớ là keo ron xin các kiểu cho nó kín đáo nha. Còn Trung test thì nó có chảy ra một ít nhất thừa, chắc cũng không sao đâu, cũng không ảnh hưởng mấy, nên mặc kệ nó được. Cái vấn đề keo ron, tại vì keo ron thì nó mất thời gian nhiều quá. Đây hình dạng kích thước nó như vậy nhé nè, bơm phía sau nha, tất cả là ba ống phía sau, hai ngõ AB, BA, AB và một cái ngõ giữa là ngõ ren nhé. Ngõ ren là ngõ nhất thừa đấy, Trung thường gọi là ngõ ren. Nó hình dạng của nó giống như mấy cái con bơm 25-35C đó, nhìn nó giống như vậy đấy, giống như mấy con bơm bánh răng 25, nhưng mà con này là motor nhé, nó là motor ống phía sau này, tóc rất là nhanh luôn. Đặc tính chủng loại, anh em có nhu cầu sử dụng cái motor bánh răng, chủng loại bánh răng, sử dụng đặc tính của bánh răng nhé. Mỗi một cái loại motor thì nó có một cái công dụng khác nhau. Con này thì tốc nhanh, nếu mà chạy với cái Trung test trên cái nguồn sử dụng một cái tầng bơm duy nhất là tầng 12C đấy, ước đoán 12C đấy, là một vòng nó ra chắc cỡ ba vòng này, nó nhanh như vậy đây. Đang test thử bằng nguồn bằng bơm 12C nhé em. Gan ti thì nếu mà lúc mà gan ti thì nó tầm khoảng 500 vòng phút, còn khi mà Trung kéo ga lên thì lúc đó nó khoảng 1.500 vòng phút đấy. Tua nó khủng khiếp luôn. Rồi Trung kết thúc video, Trung cảm ơn em đã xem video nhé. Anh em có ngay việc sử dụng thì liên hệ nhé. Đây anh em nhìn thấy cây thước 5m nhé. Trung để cái cây thước 5m kế bên này để anh em so sánh kích thước này. Thank you.